Rồi, xin chào mọi người. Các bạn ơi, hôm nay Thẳng sẽ làm món ớt chiên không dầu các bạn nhé. Ớt xào không dầu, đây là một món ớt không cay. Chắc chắn là Sang và Sơn sẽ rất thích ăn món ớt này. Hôm nay sẽ làm ớt không dầu các bạn nhé, ớt xào không dầu. Thẳng sẽ sắt nhỏ nó ra. Thẳng đã rửa sạch rồi các bạn. Bây giờ Thẳng sẽ sắt nhỏ nó ra. Ớt chiên không ớt xào không dầu các bạn, một món ớt gọi là huyền thoại, khoái khẩu của Sam và An Sơ. Sẽ là món ớt chiên ớt xào không dầu. Đây cũng là một món ăn rất là có nhiều vitamin về sáng mắt đấy các bạn, giúp sao mà sẽ có một cặp mắt sáng hơn. Thì chắc chắn là chưa có một ai cho kỳ ăn ớt cả các bạn, nhưng mà đây là một món ớt có thể nói là rất là đặc biệt. To chiên xào lên thì chắc chắn là các bé thì sẽ rất là thích ăn đấy. Đó, nhìn rất là bắt mắt luôn các bạn. Món ớt xào không dầu, không mỡ gì hết, ăn cũng rất là tốt. Ớt cũng đã chín rồi, thì bây giờ Khải sẽ lấy ớt ra cho Sơn và Sơn các bạn nhé. Chín nha, chín rồi, tắt lên thôi nha. Bye-bye.
Wow. Wow, rất là ngon luôn. Đấy các bạn, đang và sơ ăn rất là ngon luôn. Đó, ăn đi nha, ngon không, ngon không? Wow các bạn ơi, Sam và Sơ rất thích ăn ớt. Đó, một món ớt có thể nói là rất là đặc biệt luôn. Ngon, 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 ngon. Rất là ngon luôn các bạn. Các bạn ơi, Sam và Sơ rất thích ăn ớt xào không dầu các bạn. Các bạn có thể thấy đây là một món ăn rất là nhiều vitamin sáng mắt các bạn nhé. Sẽ rất là tốt cho sức khỏe đây các bạn. Sam và Sơ rất thích ăn món này, ớt xào không dầu. Các bạn ơi, đây là một món ớt chua có thể nói là rất là tuyệt vời luôn. Ăn vào vừa bổ mắt, vừa tăng cường vitamin C nữa, rất là nhiều thứ khác, rất là tốt luôn. Đấy, Acer và Sam rất là thích ăn luôn các bạn. Wow.
Và các bạn đến đây thì Khải cũng xin tạm dừng video khai ban Sam and Answer. Goodbye everyone, thank you. Bye bye. Bye bye. Love everyone. Bye bye.